rồi nè. Một hộp duy nhất thôi. Cho bà già hai hộp hồi sau ra. Vậy mới sướng chứ, mình mắc diện tích quá mà nói gì. Bây giờ thì đắt chặt nữa. Chặt người đông hơn anh. Ghế đó bà hai ơi, ghế đó kia bà hai. Em ơi làm gì vậy? Em ơi làm gì vậy? Em ơi làm gì vậy em? Đây là những cái tên cô chú ủng hộ hẻm 20 ở gần bệnh viện Rạch Giá nha các vị. Mình sẽ đọc tên cho các vị nghe. Cậu mợ ở cậu mợ 7 ở Mỹ nè, con trai của chị Dung nè, ở Na Uy nè, rồi Út Nguyện nè, cũng hẻm 20 hết. Và cậu mợ 2 cũng ở hẻm 20. Và anh Dũng ở chợ. Có anh chị nào có muốn chung tay ủng hộ giúp đỡ cho những người nghèo bệnh tật được hộp bánh hộp cơm để chung chia sẻ lúc bệnh tật vượt qua, mong các anh chị hãy của ít lòng nhiều để cho những cái nhà từ thiện này tiếp tục lâu dài, để đến những phần quà, phần cơm cho những người nghèo và bệnh. Tại vì hôm mà đợi này nếu mà có cho nó cũng đi xin giùm, mà tại vì kiểu như mà mình tại nó xa, trung tâm đưa đi tại nó xa, mấy người kia làm xa, còn bà nó là ở bên đây. Thì bởi vì nó bây giờ đường. Thì cho bà dữ lắm là thấy hộp đó bà lấy giùm ơn, rồi bà kêu người ta lấy giùm chứ tôi không phải muốn không cho. Đúng rồi, tôi sợ. Cô quay được ở đâu, lợi sách đồng cái dạy cực bọc, dạy cực bọc. Chết mẹ. Làm thế là hai đứa đó không là mấy cực bọc rồi. Nói chung là cũng cho, cũng cho nhưng mà mình ở đây á, chi qua thử coi như mấy đợt rồi đó, thấy ông này ông khó chết luôn mà ông bán ông này khó bọc mà.
cho nó ông lại ông sách cho nó ấy, ông hai rồi ông nhét một thùng. Để gì để tùm tùm lum tà la. Đấy vào hỏi nhưng mà đẹp á, chỗ này. Tại vì chú nó cái này nó để lên cái hồng người thùng thanh sinh. Thùng nào sinh? Không. Để như gọn gọn đây để tay chân để nguyên cái thùng luôn. Ăn nữa không? Tiếp cho bánh hộp. Bây giờ nãy hồi chiều qua ăn muốn làm cái khác mà nó có tính theo quay được không? Cái này đại 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 gia là trúng số mới trúng số rồi về chơi theo quay luôn chơi gì đó bởi vậy tới chừng mà có gửi cái chừng mà mới có gửi tiền về mua gạo á, thì á, là ở đây Dung nó ra 100 đô muội muội 50 thôi muội không phải là da cái đó phụ bên này nó còn mắc khé bởi vì đó cái riêng á cái riêng đó bà lúc đó sao dặn nó hồi hôm hôm là cái đâu phải mới dặn đây đâu đi mà lấy gồm cho được 600 đặng là rồi lại đây là con nãy mấy hộp không lấy mình bước tỉnh à cái này cũng là của 4 hộp chị thôi con mà sao lấy nè mày nói gì để lâu con để lâu đây 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 con hả 3 hộp đừng có để cao giá hết trơn á. Cái này là còn cái con lấy hộp con gái cho nó đi. Bà bó khỏi rồi luôn. Này cái mình này. Đây cái đó hộp gì của nó rồi đây. À, ra nữa cưới nhỏ này xong rồi. Làm 4 hộp không? Chưa còn hộp nữa. Cái này khỏi rồi. Đây, đây khỏi đủ. Khỏi đủ, khỏi hung đâu, mấy đây thì bển ăn mà đây. Thế trứng gà nó bự trứng rồi. Nó không chịu bò đâu, nó chịu con của cha nó. Thôi nhanh thịnh, thịnh đi. Ôi trời ơi. Nó gồm ngô à, nó không chịu, chịu con của cha nữa. Con của cha nữa. Dạ. Nó thì thấy Sài Gòn hả? Giờ này sản xuất sớm chứ hả? Đi làm. Tôi làm sớm hả? Em đi ra cũng mất luôn. 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 Da này đủ rồi, nó sai tôi cho được, nó chịu rồi. Trời trời, ông xuống đây ông làm chứ, ông xuống đây ông ngồi như vậy. Xuống đây nó quay phim chứ. Trời ơi, quay nó giờ có ai rồi. Cái tay nó chắc rồi, nó sắp rồi. Sắp vậy cái nó mai sắp lợi đi. Cái đó cho xa, con người làm ăn chứ gì trời. Cái này sống còn. Sao mày sống ngăn chứ. Chẳng ngồi đó thì nó sắp vô luôn chứ không. Có người sắp nữa rồi. Lấy lộn cái chỗ này rồi. Giờ chú có làm. Chú ăn chứ, ăn sao cao mà nó dò ta? Con chuyên gia nãy nói chuyện nó đủ lắm ừ. Nói đó là chết sống với ông Tùng. Chết đài rồi. Nói ông Trâm vô là ông nó tự đi. Chưa quyết định được mà. Mà cũng chưa đâu, chưa quyết đâu, Mỹ nó chưa quyết trong chừng rồi. Không tin gì hết, không nói bàn giao thì thôi. Rồi.
Bao nhiêu bịch nước mắm chị? Hồi qua có đếm không? Mình có cái nước mắm là bao nhiêu bao? Hồi qua đâu có đếm. Cao nó cũng là cái đó là cũng 300. Hả? Còn thường là lần nào con tại vì hôm qua cái đó mình cũng chắc lên mà. Hồi nhiên đợt rồi hả là cái 300 mấy lên đó. Rồi một hộp duy nhất thôi. Cho bà già hai hộp hồi sau ra. Cho người nào nhớ nhớ mặt cái đừng có phá người phá hoài con người không có là ăn hết tội nghiệp luôn. Cũng được cái kệ người người bệnh người bệnh người nuôi cũng được người hai hợp cũng được nhớ mặt người nào mình lấy rồi mình cho đừng cho hoài cho bà già hai hợp đó rồi sao nào lấy đi em trai. Cái phụ đi anh trai. Cái gì cũng được. Hai hộp à. Khi ông tay lại anh xin. Hai hộp. Thôi thôi được rồi chị nhiều chứ ta cũng được. Hết rồi. Dạ, đó thấy không ra trễ không ngồi nữa không.